Đó là Perfecto cũng như là Simple mà thôi. Trong hoạt động với VP thì vẫn còn nguyên cả 5 player đã bắt đầu những tình huống xét bài. Simple sẽ cần phải làm tốt, tuy nhiên với mật khẩu USP mà chống lại ngần này người thì đúng cũng là một điều gì đó khá là khó khăn. Quý ngài hoàn hảo và quý ngài đơn giản sẽ phải phối hợp với nhau để cố gắng gỡ gạc lại cho việc của Legend Mixer. Perfecto đã chính thức ngã xuống, còn lại đó là Simple. Bây giờ bắt anh phải 1v5 clutch thì đúng thực sự là hơi khó. Có lẽ là Simple phải chơi an toàn và thậm chí anh ta cũng không thể giữ được cho mình cái giáp bộ này. Đó là 1-0 này cho VP. À, vì một đội default thôi, 2B và 3A. Và chúng ta cùng xem liệu đây có phải một tình huống tổng tiến công và bom sai B nhanh đến từ VP hay không đây. Đào một tiếng bò chay, một tiếng bò chay của Quaycut. Quaycut nhìn ra khu vực đó là quận chỉ có người ở trên bò mid. Trong side Perfecto, flash tung ra là tốt đó. Perfecto có mình một bạn rồi, múa cột cực kỳ dẻo Perfecto. Một tình huống nhá quả dẻo anh đến từ anh chàng này. Simple bắn tốt, kết thúc đi Buster. Perfecto làm double kill. Sanji kịp đổi một thôi. Chỉ còn đó cái tên James với cả Sanji là người còn sống bên phía VV. Simple đẩy vào làm cho mình đổi mạng. Sanji headshot Simple. 1v3 còn cơ hội để có thể Sanji có thể xử lý. Nhưng mà Sanji không có gà lưu và một quả nết trả vào là thôi, kết thúc luôn vị trí của Sanji. Bắt flash cực kỳ tự sợ như Gita. Bây giờ chúng ta có bắt Perfecto nên cũng lên tiếng. Đừng bảo với tôi là VP sẽ để thua trong vòng nhóm lên nhà. Quay cận bắn một, quay cận không thể có bắn tiếp theo. Và thôi rồi VP ơi, thua rồi, James không xếp được. À tạm thời vẫn sống, nhưng mà 7 HP. Khó, chạy. Nhưng mà thôi Simple đây là xong rồi. 4-7 dành cho Na'Vi. Tiếng đẩy lầu và lấy được rất nhiều thông tin. Nhưng có một người đi khu vực lầu A, đó là tên Sanji. Sanji nằm xuống bởi beat. Hai họng súng cùng sấy, rất khó để Sanji có thể phản ứng được kịp được. Một lợi thế hơn người từ rất sớm cho Na'Vi. Ngược lại thì sao, VP vẫn chưa chiếm được chuối đâu. Cặp đôi bom xe B quyết định bắn cường của khu vực đầu chuối luôn. Bởi vì tôi có mình một vị trí đứng đẹp, nhưng khi quả số này tan đi thì mọi thứ sẽ khác. Vẫn còn đó cái tên Bobbit đã bắn cover cho Perfecto. Nhưng Bobbit nằm xuống bởi quai cớt rồi. Perfecto kịp đổi một. Đang những tình huống số 3 vào đây rồi. Perfecto có double kill và có cho mình không thể có triple kill. Nhưng Simple hạ gục ngay cái tên Zekinda. Và chỉ còn James 1v3 thôi. Ôi. Tưởng định chim quá đấy. Và bây giờ thì 2v1 đến từ vị trí của King James đối đầu với cả một player trẻ và một player đang là top 2 HLTV. AK không đổi để cầm úp 1v2. Người thành công có lối đi riêng. Ok. Chúng ta lên cùng xem nào. King James thì phải khác với những player thông thường. Và bây giờ thì các thành viên bên phía Na'Vi cứ chơi chắc chắn là được, không vấn đề gì cả. Còn James họ chắc chắn sẽ phải lo lắng hơn cực kỳ nhiều. Nào hiện tại thì vị trí Beat đang rất gần James rồi. Và Beat liệu đã đánh nơi ra được King James đấy chưa đây. Vẫn đó là chiến thắng dành cho player trẻ của Na'Vi. Bây giờ thì cùng xem nào, vào vị trí của Simple anh ta ngay lập tức headshot đi sàn gì. Một cái khởi đầu thực sự là rất tốt đến từ cái việc của Na'Vi trong cái round chiến Pistol này. Và phải nói rằng đây cũng là một round chiến Pistol quan trọng cho dòng vàng. Cùng xem nào, nếu họ giành chiến thắng thì chắc chắn là cơ hội comeback của họ vẫn còn. Đang rồng rắn lên mây ở khu vực chuối đến từ Na'Vi rồi. Khả năng cao sẽ đánh bom B thôi. Perfecto có lửa và hai quả smoke để set bài bom sai B đến từ Na'Vi. Ở tình huống ban đầu đó là một pha bắn tốt của Simple với khẩu P50 đều đồng đội đều drop ra. Người drop rất có thể là bom beat, nhưng Buster headshot được electronic rồi. Vị trí đứng đẹp khu vực quận chỉ, nhưng bom beat đổi mạng ngay sau đó, beat headshot Zekinda. Bỗng chốc bộ đôi bom sai B đổi được một thôi. Và như vậy rất có thể sẽ dấu chấm hết cho VP. Quaycut đang tiến thẳng vào khu vực Connect, chính xác là khu vực Construction. Nhưng khả năng cao là chỉ để đi bắt súng thôi, rất khó để có thể di tách được bò. Không có kit, James thì cầm CZ nữa. Gần như là no hope cho VP rồi. Sẽ là 60 cho Na'Vi. 60. Và đó hoàn toàn có thể là 70. Khi mà round thi đấu tiếp theo thì Na'Vi họ sẽ có những lượng hỏa lực là cực kỳ mạnh mẽ. Đó sẽ là những khẩu AK, có thể những khẩu Galil. Bây giờ Quaycut đang cố gắng cấu máu. Vubit thì vẫn còn 72 HP. Cùng xem là liệu có bắn thêm được ai không đây. Vâng, bắn nhau đến nửa tiếng đồng hồ và cuối cùng người ngã xuống là Vubit. Cùng sự bè vị trí của Quaycut. Một round đấu bom sai A của VP đang bỏ trống. Bắt đầu có một người bách về khu vực nối rồi. Đó là cái tên Quaycut. Beat ở đây thì headshot đi Quaycut. James trước đó đổi mạng Perfecto, đưa tình huống về là 3v3.
một round đầu mà Na'Vi đang có lợi thế hơn một chút, kiểu có mình vị trí đứng đẹp trong side ở dưới Beat nhỏ, đó là cái tên Beat, nhưng Beat quá yếu, Beat còn 3 HP thôi. Nhưng với cái góc kê chỏm đầu này thì Beat hoàn toàn có thể có mạng. Sanji phải đắt búp ra tốt của Buster, Sanji headshot simple rồi. Người gánh kèo đã nằm xuống nhưng Beat ở khu Beat nhỏ có mình cái mạng của Buster. 2v2, Electronic không đứng đẹp. Electronic lợi bị chết cái công đây nhưng Beat, Sanji bắn qua tốt, có mình cái mạng của Beat rồi. Một tình huống Sanji làm đôi và chỉ còn James thôi. James Electronic và ngài James nằm xuống, đó là một tình huống đạn điện tràn làm hết, điện tràn làm đôi. Và đúng là Na'Vi thì họ đang có những ý đồ là muốn quay lại khu vực bom site A rồi. Hiện tại trong bom A thì chúng ta đã nhìn thấy đó là 3 player của Vitus Pro. Đó là vị trí của King James, vị trí của Nole Sanji, cũng như là anh chàng đó là vị trí của Quaker. Nhưng mà quyết định cuối cùng thì cũng vẫn là khu vực bom B mà thôi. 3v2 trong bom B thì Na'Vi sẽ có một chút những cái lợi thế về mặt nhân sự. Cùng xem nào, lượng bom mìn của Na'Vi lúc này chỉ còn duy nhất đó là một khẩu súng đó là Molotov. Và chắc chắn đây là thắng cho VP rồi, khi mà các đội viên Na'Vi họ gần như họ chủ động giữ lại cho mình những khẩu súng này. Simple bắn chết lên chàng Buster, đề phòng đối phương gọi là boost lên mái nhà, gọi là bắn vào đầu ư. Có lẽ là các player của VP họ suy nghĩ hơi nhiều, nhưng mà tôi cũng chưa thấy có ai boost được lên mái nhà cả. Cùng xem nào, bây giờ các thành viên Na'Vi họ đang trả rất nhiều lửa vào khu vực đô la bóng sai B. Bắt bài chính xác rồi này, Hương em thấy không? Một tình huống mà VP bắt bài 3B và đúng là như vậy. Na'Vi đang di chuyển cùng nhau khu vực chuối vào sai rồi. Bom Beat có mình cái mạng của Zekinda. Ở đây thì sao, Beat kết thúc Sanji rồi. Buster trả lửa, có mình cái mạng của Bom Beat và bỗng chốc thì chỉ còn mình cái tên Buster còn sống. Thế Buster làm đôi. Buster đang quẩy quá dẻo xung quanh quả sớm bóng này. Bây giờ thì trốn vào khu vực Mentos rồi. Có người check nhưng mà quay cơ bắn xuyên sờ bóng vào cùng được một Buster làm ba. Trời ạ. OT phải công ơn. Zekinda 15 HP ngay lập tức cầm ốp sẽ up double off để bắn chết Buster. Ôi ôi Zem ơi, khó rồi, 4 vẹt đài. Đó là 4 vẹt 1. Có lẽ là mọi thứ sẽ kết thúc tại đây mà thôi. Chạy đi đâu mà con sâu quay cơ. 4 người của Na'Vi đi đâu cũng là địch. Bây giờ ông vào A thì ông gặp 3 người, ông vào B thì gặp đó là vị trí của Perfecto, quý ngài hoàn hảo. Thì trong round điểm này có lẽ là anh ta sẽ thi đấu cực kỳ là chắc cú. Thật sự là quá khó từ vị trí của Quaker. Bây giờ 44 giây ư, làm sao chống lại được đây. Một vị trí yếu máu nhất bên phía Na'Vi thì đó là Electronic, thì cũng đang trốn cực kỳ là kỹ. Nào Quaker cùng xem nào, bây giờ mà clutch được thì nó phải là 4 tháng lương chứ không phải là 2 tháng lương nữa. Một round đầu mà VP đã có lợi thế hơn người. James đã bị kẹt lại khu jungle, có lửa trả ra, rất may James kịp sủi. Beat nhìn ra một người ở khu vực city rồi, nhưng Sanji bắn tốt headshot đi Beat. James có cho mình cái mặt của Perfecto và chỉ còn Electric thôi. Khi mà bây giờ trong bóng sải B thì lực lượng của bên phía VP không phải là có quá nhiều. Zekinda đã chính thức chết chạy, Buster không làm được gì cả, que cất bó mạng Electric cũng tiễn ra trên bản điểm số. Round đi đấu cực kỳ nhanh chóng, mọi người và người cuối cùng trong trong của VP đó là King James. It's James time. Bắt đầu vẫn thì muốn trả flash vào timing không còn là quá nhiều nữa đâu VP ạ. Họ cần phải khẩn trương hơn một chút xíu. Zekinda bắt chết bóng đầu, Zekinda lên tiếng, Zekinda ngoài bạn, Zekinda không thể làm bà. Bây giờ thì Electric anh ta tiếp tục tỏa sáng. Còn đó dèm, dèm ngã xuống rồi. Một vẹt một Sanji về Electronic, lượng máu không phải là nhiều. Tuy nhiên thì chiến thắng sẽ thuộc về Na'Vi đơn giản, bởi vì thời gian làm gì có nữa đâu. Để là phải làm được hay không đây, 2 vẹt 4 rồi. Ui giời ạ. Dèm một tình huống mà dèm không đứng ở City nữa và quyết định chạy về jungle. Có một quả smoke che đi khu vực lầu A rồi, và cả hai player bên phía Na'Vi đang bò ra khỏi quả smoke này. Quá bất ngờ, Beat có bên mạng Zekinda. James rất may đổi được cái mạng của Beat và Perfecto kết thúc đi James rồi. Một tình huống James nhảy rất nhiều. 1v1 giữa quý ngài hoàn hảo với cả Sanji. Cả hai player này đều là những player đã có cho mình tình huống clutch rồi. Sanji là một pha 1v3 mà tại map Inferno, và Sanji là Perfecto đây. Perfecto yếu lắm rồi, 7 máu thôi. Sanji đang gặp khó hơn một chút khi anh ấy bắt buộc phải gỡ bom thì thời gian đang trôi đi. Một quả bom kín đẹp cho Sanji, Sanji gỡ fake ạ. Một tình huống Sanji gỡ fake. Góc này là góc chỏm đầu. Cờ này thì gỡ luôn hay không đây? Vẫn gỡ fake thì Sanji và Perfecto. Quả bom đặt không đẹp cho anh ấy. Hơi đáng tiếc cho Perfecto khi yếu rồi. Rào đầu mà rất có thể đánh mid 2B đến từ VP rồi. Có smoke che đi khu vực connect. Đánh mid 2B rồi.
Sipo đây, u một tình huống bắn xuyên tường vào mồm Buster, double kill cho Sipo. Bịt đen sọt quay cơ rồi. Vợt bóng chốc chuyển về một tình huống 5v2. Trời ạ, cái gì mà xảy ra vậy? Dễ không muốn làm, cứ muốn làm khó thôi. Bom đã rơi, Sipo làm cái triple kill với cầu sơ cao. Cái quái đang xảy ra vậy? Ba cái mồm và hai trong số đó anh tình huống bắn xuyên tường vào mồm. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Đúng là những pro player chúng ta không thể không phải pro player em ạ, mà đây là thiên tài, một thiên tài trong CS:GO thế giới. Mà rất lâu sau này chúng ta mới được nhìn thấy một player nữa có thể có được những kỹ năng siêu phàm như Sipo. Chịu tôi mà chúng không giải thích được, không giải thích được. Bọn tôi không thể giải thích được em ạ. Bắt buộc phải có một cuộc điều tra của Liên đoàn Thể thao Thế giới.